Chào khán giả đã đến với kênh của Vua Miền Tây. Hôm nay mình có mặt tại bờ kè của dòng kênh Chợ Gạo. Mình quay xà lan cho khán giả mình cùng xem nha. Đây có chiếc xà lan chạy về hướng miền Tây, không có chở hàng quá cho nên nhẹ khán giả, nhẹ trên mặt nước. Xà lan container chạy về ngang dùng kênh Chợ Gạo là từ dòng sông Mekong chạy về các khán giả, chạy về hướng Long An. Đây có xà lan hầm chạy về hướng miền Tây. Tây nha khán giả, từ hướng Long An chạy ngang dọc kênh Chợ Gạo chạy về hướng miền Tây. Thiệt nhanh luôn. Cái ghe nhỏ chạy từ gửi dòng sông Tiền, sông Mekong chạy ngang về dòng kênh Chợ Gạo nha khán giả. Có tài công ngồi ở trên ghe nha khán giả. Công trong sự nghiệp và có rất nhiều sức khỏe để xem video của mình và đăng ký theo dõi
kênh của mình mãi. Mình rất là chân thành cảm ơn khán giả. Sa lan đá thật là to, chạy về hướng miền Tây khán giả. Chiếc xà lan đang đua nhau chạy khán giả, chạy thật nhanh từ hướng Long An chạy về ngang dùng kênh Chợ Gạo thì các tỉnh miền Tây nha khán giả, chạy thật nhanh. Xà lan hầm này chạy thật nhanh. Con nước lớn là
chị và các bạn. Có chiếc xà lan kè nhau chạy về qua cầu Chợ Gạo nha khán giả. Chạy vượt qua cầu Chợ Gạo. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem video của miền Tây. Xin chào.